Chào các bạn, hôm nay mình sẽ scan thử con máy scan hai mặt tự động Fujitsu FI-6125. Cái model này thì nó giống tương đương với cái model Fujitsu 6130. Hôm nay mình sẽ scan thử giấy A4, giấy A5 với mấy hóa đơn mỏng Cafigit cho các bạn tham khảo ha. Coi chất lượng máy rồi cách nó vận hành thế nào. Mình sẽ scan màu thử luôn. Nhấp số corner. Rồi, máy bắt đầu quấn giấy. Cái dòng này quấn giấy rất là êm các bạn ạ. Nó tự động nó bỏ trang trắng trong quá trình scan và tự động nó xoay đúng chiều của trang giấy. Và nó lấy đúng khổ giấy luôn, to nhỏ hay gì đó là tự động lấy đúng khổ giấy của mình. Máy quấn giấy rất là êm, ngọt. Vận hành trơn tru. Lấy cái trang giấy của mình scan ra đây. Mà các bạn phải kiểm tra lại xem cái trang nào mà nó quay chưa đúng thì các bạn phải quay lại cho đúng chiều. Vì máy móc mà nó qua có hạn chế của nó chứ không phải nó được 100% đâu. Bây giờ mình sẽ scan thử một số giấy bìa cứng. Bìa cứng này, cái này cái giấy bìa cứng này. Rồi, mấy cái tờ rơi này. Cái hóa đơn mỏng của bên viễn thông này. Cố gắng giấy cho vào được ngay ngắn nha các bạn, đừng để nó nhăn nheo rồi nó kẹt. Nó quấn thì quấn tốt thật đấy, nhưng mà nó cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không phải cái gì đưa vào bắt nó phải quấn bằng được. Cái tờ lịch này rất là mỏng luôn nè. Rồi, để chính giữa. Mình scan tiếp vô này, cái file này. Add thêm vào này. Quấn rất là tốt, rất là ngọt, êm. Rồi, tiếp theo mình sẽ scan thử mấy cái cạc digit. Đó, máy scan nó scan ra đây. Mình sẽ scan thử mấy cái cạc digit ha. Nhỏ. Cái này scan thẻ ATM được luôn nha các bạn. Mấy cái thẻ nhựa cứng á. Nó scan được luôn á. Chỉnh cho nó sát vào cái khổ giấy. Tiếp tục mình add tiếp vô. Rất là êm, nhanh chóng. Đó. Tất cả các file mình đã scan ra. Các digit. Tần lịch tự động nó xoay đúng chiều luôn. Mấy cái tờ rơi này tự động nó xoay đúng chiều luôn. Kể cả cái bìa cà tông, cái bìa hộp này nó cũng xoay đúng chiều luôn. Những cái trang trắng là coi như nó bỏ hết, nó chỉ giữ lại những trang có chữ thôi. Đó, cái bìa lịch này, cái tờ phía sau của nó là trang trắng nó cũng tự động nó bỏ. Các bạn có thể di chuyển vị trí. Đưa cái bìa lên đầu luôn này. Những cái phần mềm này thông minh lắm, các bạn từ từ tìm hiểu. Rồi, xong rồi mình lưu lại. Click vào cái nút này, yes. Mình nhấp vào ba con số 5 đi. Đặt tên file 3 con số 5 lưu vào desktop đi ha. Quá trình lưu này càng nhiều file nó lưu sẽ càng lâu. Nó đang quá trình tạo file PDF cho mình ấy. Cái quá trình này không còn liên quan đến máy scan nữa rồi. Xong. Mình mở lên này. Bản scan rất là đẹp các bạn ạ. Màu sắc nó trung thực luôn á. Rất là sáng hình. Cái điện thoại mình nó quay hơi mờ các bạn thông cảm nhé, chứ ở ngoài nó đẹp lắm. Màu sắc chữ nghĩa rất là rõ ràng. Cái điện thoại nó hơi mờ chút. Đây, mấy cái phiếu này. Tờ lịch này. Mấy cái card visit này. Đó, mình đã scan thử con máy scan Fujitsu 6125 cho các bạn coi. Cái model này thì nó giống tương đương với 6130.
Các bạn cần hỏi thêm gì nữa thì liên hệ với bên mình để được hỗ trợ. Chào các bạn.